tôi đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Để... Ê, Sao? Mày đi đâu đó? Đâu? Chết thằng nhỏ rồi. Trời ơi, chết tôi rồi trời ơi. Mày có sao không? Trời ơi, khổ quá à. Nếu tao không nhờ sư tổ Kim Dung truyền dạy phi thân thì tao bị đóng hộp để lưu trữ dưới 3 tấc đất rồi. Tội nghiệp con, chút xíu là đi điếu mày rồi. Thôi ngồi đây nghỉ đi. Ngồi đây nè. Chà, sao ngứa mà đau ta? Trời ơi, kiến gì? Trời ơi, ông nội kiến. Chết mẹ, trời ơi, khổ quá. Nhưng mày thù tới đời nào mà cho tao ngồi nghe ổ kiến lửa hả mày? Không có mày ơi, lỡ mày ơi. Thôi đi qua bên quán cà phê nè. Thôi đi lại lâu. Ngồi đây. Vô đây. Ngồi đi. Chết cha, ghế dơ quá mày ơi. Dễ thôi, để tao chùi chứ gì đâu. Chùi coi. Trời ơi, mày chùi cái kiểu đó mày sóc dầm cái là mày tuyệt tự luôn á. Trời, sao già sao ngu lâu quá ta. Mày uống cà phê không? Thôi, tao không uống đâu mày ơi. Tao ngồi mà. Mày mời hả? Vậy chợ gì nữa kêu đi. Chủ quán, tôi cà phê sữa, nó trà đá. Ông nội tao hả? Không có đâu, tao biết mày nóng cho nên tao uống cho mày, kêu trà đá cho mày dịu bớt cơn nóng mày xuống. Đó mày cho gì uống cũng được, kệ đi. Mà nãy thấy mày đi đâu mà đạp xe thục mạng vậy mày? Tao đi tìm mày chứ đâu. Tìm tao làm chi? Bữa nay chủ nhật tới để rủ mày đi nhậu lai rai chơi vậy đó mà. Mày rủ tao đi nhậu? Không được mày ơi. Sao hả? Bữa nay tao phải đi chợ. Chuyện nhỏ. Sao nhỏ? Tao chờ mày đi chợ xong rồi đi nhậu cũng được mà. Không phải, đi chợ xong tao còn phải nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo, gánh nước lau nhà, vân vân. Sao nghe chóng mặt ta? Nghe muốn tuột máu à. Tao khổ lắm. Ê, bộ bà xã mày bệnh hả? Bệnh hoạn gì mày? Sao mày không để bà làm việc? Tại vì cái gì? Bị gì? Thôi mày ơi, mày lộn xộn quá à. Đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy rờ, vợ của ai nấy sợ. Ê quên, nấy bợ. Ủa, mày học nghề thợ mộc hồi nào vậy? Ai nói với mày tao học nghề thợ mộc? Nếu mày không học nghề thợ mộc á thì sao mày đã biết đóng trang thờ bà. Trang tao đâu có đóng, tao mua cửa hàng đem về thử lưng. Cũng kiến vậy thôi chứ tao có đóng đâu. Mà nói tao làm thợ mộc mày đúng 3 xạo. Xạo vừa thôi, xạo quá không hay. Vậy cái trang đó mày mua đem về thờ thần thờ thánh hay thờ vợ của mày? Mà nó quá linh, sai mày như điên, làm không hở tai nghe. Nào là đi chợ, áo quần phải chặt, rửa chén nấu cơm, gánh nước vân vân. Thì ra mày nói móc tao chứ gì. Nam nhi chi mà để đàn bà, sai khiến ra hoài, nhục nhã đàn ông mày không nói gương tao. Lương mà chê lực, tao coi không được. Tao sợ vợ tao, con tôi cãi đâu. Tại sao mày phải sợ vợ chứ? Mày không nghe thiên hạ nói hả? Nói cái gì? Nhất vợ nhì trời. Trời mà còn đứng hạng gì thì tao không sợ bả sao được. Sao cái câu này nghe nó quen á. Hình như tao nghe đâu rồi hay sao á? Đâu? Không biết. Trời, vô duyên. Như vậy là mày chưa đổi mới tivi. Gì? Đổi mới tư duy cha nội. Xin lỗi ta lộn. Đổi mới tư duy. Trời ơi, mày đừng sống theo kiểu chế độ mẫu hệ như nước Anh. Trời ơi, mà mày sống theo gương của Ấn Độ. Ấn Độ sống hay cỡ nào mà mày bảo tao phải theo gương? Người phụ nữ Ấn Độ phải cưới chồng. Khi cưới chồng phải có của hồi môn, bằng không thì sao? Ế chồng chứ sao. Và sách có câu rằng sao? Xuất giá tùng phụ, xuất giá tùng phụ. Có nghĩa là vợ cứu chồng giả, thưa bà có con. Tao hiểu rồi, phu tử tòng tử. Tức là vợ chết là cả gia đình chồng chết hết luôn. Ý mày nói vậy chứ gì? Nói một hơi cái đâm heo mà. Ủa sao đâm heo? Cái gì mà vợ kêu chồng dạ thưa bà đó con. Ai nói ngu như vậy mày? Thì mày mới nói đó. Sao bữa nay người ta nói sao á. Ai nhập mà tao nói bậy nó bạ không biết nữa. Ý tao nói là vậy nè. Chồng kêu vợ dạ có em đây mình. mới đúng nha. Bởi vậy ba má mày đặt tên cho mày ba sạo không quan chút nào. Xin lỗi mày à, cái tên sạo của tao có bề dày lịch sử thật là đậm nét đó nha. Đậm nét cỡ nào mày kể nghe chơi. Sở dĩ tao có tên sạo là gì? Vì sao em? Khi ba má tao sanh tao ra, tao khóc liên tiếp 365 ngày không ngừng. Bỗng một hôm sau em, ngoài trời mưa to gió lớn, sấm chớp bủa văng, tao thét to liên tiếp một tiếng: Thánh Gióng. Không, một tiếng gì? Tiếng Pháp hay tiếng Anh, tiếng Tàu hay tiếng Maroc? Tao là người nội địa chứ tao phải người ngoại địa mà thét tiếng nước ngoài. Vậy là mày thét tiếng Việt Nam hả? Đúng, tiếng Việt Nam là tiếng của dân tộc, tao không thể quên nguồn gốc được. Rồi lúc đó mày thét làm sao? 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 Sao tỏi hả? Không, bị tự khóc tự nín à. Vậy biết thét rồi. Tiếng sào không một cái là nín khóc luôn. Ba má bóp mũi mày rồi. Bậy không à. Nói rồi, tự khóc tự nín. Người ta nó ngộ nghĩnh ngay từ thuở ấu thơ ấu trị ấu trùng vậy đó. Ba má tao thấy vậy Bèn lấy chữ sào đặt tên cho tao. Nhưng mà ông nội tao không có bằng lòng. Ba tao nè, ổng là người rất thông minh, bỏ quyền lấy nặng thành tên bây giờ. Mày là thằng sạo trên đời. Sạo gì sạo hết chỗ chê, mang danh ba sạo không quan chút nào. Bí sử tên tao là như vậy đó. Mày chớ ra vẽ ta đây, tao biết mày sợ vợ một cây. Thôi đừng kiếm chuyện dâu quanh làm gì. Còn lâu á, còn lâu mới có chuyện sợ vợ nghe mày. Tao sợ vợ đầu làng cuối hẻm ai ai cũng biết. Còn mày sợ vợ mà không dám nhận. Hèn, lúc nào cũng ra vẻ ta đây anh hùng không sợ vợ. Được, tao sẽ trưng bằng cớ ra cho mày thấy nè. Dữ là tao không phải là thằng sợ vợ. Bằng cớ gì? Đâu, mày trưng ra bằng cớ ra coi. Đấy, ngày hôm qua tao lãnh lương. Lãnh lương xong tao đem về liền trước mặt bả một cái phích. Có không? Có, tao hét lên. Hét cái gì? Tiền đó. Đem cất vô tủ mau lên, không là tôi xài hết bây giờ. Wow. Bà không dám nói với tao một lời nào cả, không hề phản đối lại tao luôn. Bà lẹ làng đem tiền cất vô tủ liền, rồi vui vẻ nói với tao. Biết nói sao không? Nói sao? Nói vậy nè: thấy anh em thương liền, sao anh có duyên ghê. Đôi mắt anh đen tròn như ánh trăng đêm rằm, nghe trong lòng em mà thương anh. Tới đó cái hết hả? Nói xong bà bèn thỏ thẻ thủ thỉ thì thầm thủng thỉnh vuốt ve tao. Lúc đó là mày có nói cái gì với vợ mày không? Sao không? Nói sao? Em ơi em vui lòng đưa đôi má anh hôn, anh quá yêu em rồi. Nàng có trao mà mình cho mày liền hôn nàng hay không? Dễ gì không? Có hả? Bà cười tình rồi chìa đôi má trét đầy son phấn. Như phấn én hay sao á, nghe mùi hôn là biết phấn én rồi. Khi bà âu yếm, bà nói với tao rằng: anh ơi má em đây anh. Anh cứ tự do mà hôn đi, để em được hưởng giây phút thần tiên như ngày đầu chúng mình gặp mặt nhau. Gặp nhau tại đường Quyền Trân Công Chúa, góc cây dầu số 135 đó anh. Trời ơi quá đã mày ơi. Vậy là mày hôn liền hả? Dịp mai không bao giờ tới 2 lần. Đúng rồi đúng rồi. Tao liền hôn lia lịa, hôn dày nữ. Đặt con. Ê nhóc nhọc ủa xin lỗi. Mày hung hay là mày phun mưa mày? Hả? Mày làm giống mấy thằng bê đê quá vậy. Xin lỗi mày, tại tao quá hứng, tưởng mày là vợ tao. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh rằng tao là thằng không sợ vợ. Tao không tin. Không tin. Biết đâu cái câu chuyện mày sáng tác là mày đạo diễn làm sao. Muốn tao tin đó, bây giờ mày mời tao đến nhà mày nè, nhậu một bữa để tao coi coi vợ mày nó đối đãi với mày ra làm sao. Chừng đó tao mới tin. Được thôi. Vậy thì 12 giờ trưa này tao mời mày đến nhà tao. Trước nhậu sau coi tao điều khiển nó như cái máy xay lúa vậy đó, mày tin không? Dám không? Dám không? Mày dám mời tao về nhà ăn nhậu không? Quân tử bất khí ngôn, quả nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ngon lành. Nhưng gì? Mày rút lại lời phải không? Làm gì có chuyện đó. Trước khi đến nhà tao nhậu lai rai, tao muốn nhắc nhở mày một điều. Điều gì? Nói lẹ. Mày phải xin phép vợ mày trước. Nếu không con vợ mày đến nhà tao làm ồn ào lên làm mất mặt cả đám nghe. Chuyện đó mày khỏi lo mày. Đi thưa về trình đó là bổn phận của tao, phải làm thường xuyên mỗi ngày mà mày. Được, vậy là mày có hiếu đấy chứ. Chứ sao? Ê, hổn mày. Nó là tao nể vợ tao thôi. Mày làm như là tao con vợ tao không bằng. Còn điều này nữa nghe. Điều gì ông nội? Trước khi ra đi mua sẵn ít con gà mà đem theo, tao lo cơm gà 2 lít để ngon mình dùng. Mình không nên để bà hiểu lầm mình đây đứa tham ăn. Tao mày ăn bám mới là ngon cơm. Thôi đi xin chớ nói thêm nhiều lời ma chi, tao đây không còn tin tưởng chớ nên mời về. Mày tao thân chớ nên dối lời, mà tao thấy đau thêm sẽ còn đau khổ. Bị đòn mày ơi. Nói là nói vậy cho vui, chứ tao hoàn toàn chiêu đãi mày tất tần tật hết à. Vào giờ chó có thay đổi chương trình tao hài không đây? Yên chí, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Được rồi, vậy là tao nhân danh vợ tao chấp thuận lời mời của mày. Vì sao mày biết không? Vì sao? Bởi vì tao là con người có tâm hồn ăn trực mà. Nhận luôn. Nên không bao giờ tao từ chối những cái cuộc vui miễn phí. Được, nhớ đúng 12 giờ trưa này. Ok, 10 giờ tao tới đứng ngoài gốc cây chờ mày. Mày hơi quá đó. Vì chứ ăn trực là tao là uy tín giờ giấc lắm. Rồi, quyết định vậy nghe. Ok. Cái thằng cha ốm hoàng hột vịt lộn này bộ muốn chết hay sao? Đi chợ gì mà chừng này không thấy về. Về đây rồi biết tay tôi, bà sẽ cho một trận đòn tươi tả như là manh chiếu rác vậy đó. Bỏ được cái thói ham ăn ham uống vậy. Bực bội hả? Dạ thưa mình, tôi đi chợ mới về, xin trình diện với mình. Cảm ơn. Sao không để tối rồi về luôn? Xin mình cũng thông cảm cho tôi. Không có thông cảm gì hết. Tôi dạy anh sao, nhắc lại coi. Đi thưa về trình. Sợ gì nữa? Đi chợ không được la cà. Sợ gì nữa? Giặt áo quần cho sạch. Rồi còn gì nữa? Hết. Sao hết được? Vũ mùng vũ chiếu đấm bóp quạt cho tôi ngủ. Anh bỏ cho ai? Xin lỗi tôi quên. Không được quên. Quên hả? Đi vô cúi xuống. Thôi. Cúi ở trong vòng cho tôi. Thôi tội nghiệp anh mà mình ơi. Đến. Không có tội nghiệp gì hết á. Tội nghiệp hả? Tội nghiệp mình. Tội nghiệp. Mình ơi đau quá mình ơi. Không có được than. Nhớ chưa? Dạ nhớ rồi má ơi. Nhớ rồi mình ơi. Nhớ rồi thì vô. Vô rồi xuống bếp lo kho cá nấu cơm cho tôi ăn. Tôi còn đi vũ quạt với chị Thìn Cỏ Non, chị Sáu Phong Sương, chị Tư bán cá Cộng Lãnh nữa. Khoan mình ơi. Cái chuyện gì nữa? Bộ muốn ăn đòn nữa sao? Tôi đây tôi muốn nói với mình một lần thôi, chớ nên cấm tôi hoài để tôi uống đôi lần cho chiều giả đời tôi. Xin mình rộng lòng thương. Tôi đây nghe anh nói mới nghe giận cành hông. Cấm không uống sao đòi dám xem những lời vàng tôi vừa dạy cho anh. Quên lời dạy rồi sao? Em hãy nghe tôi nói, đừng có vội thành hoài. Cấm không nói thêm lời xuông kho ca cho rồi. Tôi nói giận đừng mong, dạy hoài mà không nghe. Lì. Có lúc nào mình dạy mà tôi không nghe mình đâu. Rồi sao bữa nay là trở chứng cãi lời tôi? Rồi uống rượu là sao? Mình gì? Ơi. Không có được miếu. Miếu là tôi quánh là cho ngay à. Tôi khổ lắm mình. Đợi ông chứ. Ra tất được. Ai cũng gọi tôi là thằng sợ vợ. Thì vợ mình sợ. Đừng sợ vợ người ta là được rồi. nhưng người ta bảo mình là trăng tinh gấu ngựa. Cảm ơn họ đề cao tôi. Hả? Gấu ngựa chứ gấu ngọ cái gì? Ngoài gấu ngựa ra họ còn kêu tôi cái gì nữa không? Có nghe đồn họ nói tôi gì nữa không? Gấu mẹ vĩ đại. Kêu vậy được, rồi còn gì nữa? Hồ ly tinh ăn hiếp chồng. Rồi anh cứ đính chánh cho tôi không? Ngu sao đính chánh. Anh nói gì? Lanh quá ha. Nói cái gì nói lại tôi nghe coi. Ngu sao mà không đính chánh chứ? Anh đính chánh sao đâu nói tôi nghe coi. Tôi nói á, mình là con người hết mực thương chồng nè. Đúng. Lo cho chồng từ bữa cơm giấc ngủ nè. Đúng. Bạn bè đến nhà tiếp đãi vui vẻ nè. Trong tiệc nhậu không gà thì cũng vịt nè. Hả? Này là câu này hình như không có trong danh bạ của tôi. Nghe sốc sốc phải không? Nhưng mà rồi họ có tin không? Không. Tại sao họ không tin? Họ nói chưa thấy chưa tin. Muốn họ tin thì mời họ tới nhà nhậu một bữa họ mới tin. Họ còn nói tôi là bà xạo nữa đó. Rồi anh có mời họ không? Sao không? Hả? Anh không phải vừa xạo mà anh còn vừa ngu nữa. Sao ngu? Mời họ đến tốn hao tiền bạc lại còn mắc công dọn dẹp nữa, sao vậy mà không ngu? Vấn đề gì mình cũng khôn hơn tôi hết. Đúng. Nhưng vấn đề này tôi cảm thấy mình ngu hơn tôi rất nhiều. Cấm anh. Cấm anh không được quyền nói tôi ngu, anh nghe chưa? Mình để cho tôi lâu lâu được tự do khôn hơn mình một chút chứ. Anh khôn hơn tôi chỗ nào đâu mà đòi. Nếu không đãi họ ăn nhậu thì làm sao đính chánh cho mình được chứ. Ồ ha. Anh nói nghe có lý à. Có lý thì mình cho phép tôi được làm một buổi tiệc nhậu gọi là liên quan. Khi người đại diện đến đây, mình cho tôi ra quay sai khiến mình như điên. Tôi có nói trời nói đất, mình cũng dạ dạ dân dân, để cho tôi được giật le với người đại diện mới được. Mình có đồng ý không? Nè, anh đừng có mong lợi dụng con này, nó không quá phá đâu có dạy ngu gì. Để cho anh sai khiến tơi bời, thôi đi vào nấu cơm kho cá cho rồi. Vậy là mình đã hạ quyết tâm. Đúng. Không chịu nghe tôi để lạnh tiếng xấu muôn đời. Là vợ mà ăn hiếp chồng. Tôi đâu có ngu. Tôi đâu có ngu đâu. Tưởng tôi ngu hả? Dụ tôi hả? Từ lâu mình nói gì tôi cũng nghe. Phải vậy thôi. Lần này tôi khuyên mình nhường tôi một bước. Sau khi thằng Sự về rồi mình muốn hành hạ tôi, đánh đập tôi như thế nào cũng được vợ à. Thôi cũng được. Tôi muôn vàng đội ơn mình. Không sao, không có chi. Nhưng... Ủa? Sao còn kèm theo chữ nhưng nữa mình? Bình sanh tôi rất ghét cái chữ đó nghe. Ghét ghệ ông chứ. Nhưng mà tôi lại thích. Tôi phải có điều kiện chứ. Điều kiện sao đâu, mình nói tôi nghe coi. Thời gian ăn nhậu không quá 1 tiếng đồng hồ. Hợp đồng như vậy, đồng ý thì ký tên vào. Hai bên cùng lăn dấu. Được. Xin thủ trưởng gia tăng tốc độ thêm cho tôi 30 phút nữa được không? Không được quyền đề nghị và khiếu nại. Hay thủ trưởng gia ân cho tôi thêm 20 phút nữa thôi. Lệnh. Không được quyền cãi lệnh. Cãi lệnh là phạm nội quy. Mấy thêm 10 phút nữa thôi. Không. Kỳ kèo thủ trưởng đổi ý là khổ đó. Vậy là hạ bút ký vào hợp đồng cho sáng con mắt thủ trưởng còn tối mắt tôi. Trước khi đặt bút ký, xin đương sự đọc kỹ để sau này không có quyền khiếu nại. Đâu, đưa coi coi. Tờ hợp đồng. Bên A Mã Thầu Dậu, thủ trưởng gia đình. Bên B Trần Xào Xạo, thành viên gia đình. Chức vụ đó. Hai bên đồng ý những khoản sau đây. Bên A cho phép bên B được quyền nhậu với bạn bè trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu bên B cố tình lạm phát sẽ bị trừng trị theo nội quy của công ty gia đình. Dậu, xạo. Hai điều khoản nói trên, một trong hai người sai phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với gia đình. Tờ hợp đồng này làm ra 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản làm team. Đồng ý thì ký tên vào. Đây tôi ký. Giỏi. Bây giờ thì Trần Xào Xạo phải nghe đây. Mau đem đồ xuống bếp tức thì làm đồ nhậu lai rai. Giờ bạn đến nó đến thì ai tiếp nó bây giờ? Hay mình thay tôi đi làm bếp đi thì hợp lý hơn đó nghe. Hợp đồng đã ký, bây giờ tôi vẫn còn đang là sếp. Tôi xin nghe lời thủ trưởng, cứ yên lòng mà kiểm tra cho đẹp nghe. Được. Vậy là biết điều đó. Ủa, vậy là bây giờ tôi phải xuống bếp hả? Còn phải hỏi. Dạ, xin chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông. Bà ta này củi tre dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Xạo ơi xạo, mày có nhà không xạo? Ai đó? Dạ. Wow, người hay tiên đây. Bỉ nhân này hân hạnh được ai tiếp đây? Tiếp đây là phu nhân của phu quân Trần Xạo. Hân hạnh được phu nhân tiếp đón. Không dám. Xin trân trọng kính mời nhập gia. Dạ. Mời tiên sinh an toàn. Tự nhiên. Chẳng hay tiên sinh quý danh là chi? Là xin hài, danh hài, tấm hài, thủy hài, thành hài nhi. Ủa không, hài danh cho thiếp. Thiếp tường có được không chăng? Dương mổ đây. Danh tánh là Lưu Đức Sự tên chính. Đã cùng với Trần Xạo Xạo nhà này kết bạn trăm năm. Ủa quên mấy năm nay thôi. Hồi sáng đây gia chủ mời sự đến nhà này dự yến tiệc cho thỏa lòng mong nhớ. Ôi hân hạnh được biết Lưu Đức Hòa tiến sinh ấy không? Dạ. Lưu Đức Sự. Trời đi em mê Hòa lắm em lộn. Rua. Rua, bông rua. How are you? How are you? Cảm kích cái sự tiếp đón của phu nhân. Xin phu nhân vui lòng cho phép tại hạ được hít cái không khí trong lành trên cái đôi má bầu bĩnh của phu nhân chút, gọi là chút tình lưu niệm. Ok. Ok. Ừ, sẵn sàng thôi. Sure. Sure. Sự bậy Sự không sao làm sao mà dám hôn thủ trưởng tao? Ôi hôn bà xã tao. Không phải, đây là cái phong cách xã giao mày ơi. Trời ơi, xã giao xã rìu xã búa theo cái phương Tây có cái gì đâu mà mày tái mét cái mặt vậy? Mình là người Á Đông phải biết giữ câu nam nữ thỏa bất tương thân chứ. Trời ơi, cái thời đại bây giờ là dễ tin dễ di tính rồi mày Xạo ơi. Đã vậy thôi đâu, khi hai người gặp nhau chào hỏi mà tao cứ tưởng như hai người đang đóng phim Hồng Kông. Tiễn sinh, tại hạ hạ không? Tao hạ cho mày một nồi dầu sôi Tường An mày tin không? Bậy mày tin hả? Trời ơi Xạo ơi, sao bữa nay mày nóng quá vậy? Trời ơi, của tao để dành tao không dám hôn. Mày qua mặt tao, mày hôn trước tao. Tội mày có nắm hàm. Thì... Thôi, nghiến răng hồi rồi lấy nguyên hàm răng ra bây giờ đây nè. Bắt câm. Trời ơi, nhưng mà... Nín. Em... Không được quyền trả lời trả vốn khi chưa cho phép. Vào trong, lấy ly rượu và bưng mồi ra đây. Mau lên. Trời ơi, chắc tao quách mà. Lên ruột, lẹ lên. Dạ, em sẽ đi làm liền. Trời ơi, cái này mộng hay thật vậy nè? Ủa sao mày ăn hiếp bà xã mày quá vậy? Sao nãy giờ ghế ốc nó cũng còn. Sao bà đi sao ốc nó cũng còn cục cục như thịt có hột vịt vậy ta? Mày quá quy luôn. Mày chớ nói nhiều. Đèn nhà ai nấy sáng, trán của ai nấy sờ, vợ nhà ai nấy sợ, vợ nhà ai nấy bợ, mày hiểu chưa? Ủa cái câu này của tao mà. Ôi. Ê, nhưng mà tao thấy á, tao thấy gì? Thấy gì? Với tao thì chồng chúa vợ tôi. Trời ơi. Sảo ơi, em dạ rượu và đồ nhậu đây mình ơi, em phải để chỗ nào cho tiền? Để đó. Cái chén gì đây? Sao lạnh tanh vậy nè? Chén nước mắm, mắm sao nóng được? Lạnh lắm. Đem vô hâm lại. Được rồi. Hâm nước mắm lại cho tôi, mau lên. Ôi trời ơi, thằng này nó điên rồi, nó điên rồi. Nước mắm mà hâm cái gì ông nội? Với tao cái gì cũng phải hâm. Sao còn đứng đó? Đi vô, vô hâm nước mắm, đi liền. Trời ơi, nước mắm mà hâm nè trời. Trời ơi, đổi tông liền. Cớ sao cô nàng buồn bực, mặt mày ra chiều ủ dột, lễ động mí mắt thế kia, chẳng thèm ngó ngàng câu nói, cứ đứng đó chân chân nhìn à, nhìn nhìn về nơi xa xăm, dường như là muốn nuốt sống à. Thân xác ta đò đã căm hờn, nước mắm có ai mà hâm cho được? Không được, phải hâm cho được, là lệnh chớ có nói thêm. Hãy mau tuân hành đừng cãi, chớ áp đạo bà xã mày, đừng nói nhiều, đi ngay đi. Làm sao mà nói đó hiểu, nước mắm ai mà đem hâm bao giờ? Trời ơi. Nhưng tao bảo hâm thì phải hâm, không được quyền cãi. Từ nhỏ lớn tao chưa thấy ai bị hâm nước mắm mày ơi. Biết vậy, nhưng để cho mày thấy rằng tao không phải là thằng đàn ông sợ vợ như mày tưởng đâu. Không, nhưng mà tao... Thôi nè, nín, nín mất. Chẳng tình gấu ngựa, hồ ly tinh. Trời ơi, gỗ mẹ vĩ đại. Dưới bếp còn gì mang hết lên đây. Dạ hết rồi. Cái gì? Mà... Cái gì hết rồi? Hết là thế nào? Đàn bà hư, đàn bà trách hết. Tối ngày chỉ biết đánh phấn thoa xoan đi cờ bạc. Xin lỗi tôi chữa lộn, đánh phấn thoa xoan đi cờ bạc, không biết lo đến chuyện ăn uống cho chồng. Bớt giận, bớt giận. Tanh mày thấy nóng quá. Nóng chứ, mặt phừng phừng muốn xì khói lỗ tai nè. Nhưng mà tao thấy nhậu gì chắc tao không dám nhậu với mày đâu mày ơi. Mồi vậy đủ rồi. Đủ sao được mà đủ chứ. Khách đến nhà không gà thì vịt. Hồi 9 giờ sáng tao nói với bả là có khách tới nhà, phải lo đồ nhậu cho tao. Xin lỗi, nói lộn chữ nữa, cho tao. Nái người tao thế nào á chứ. Vậy mà bây giờ nó hết là thế nào? Thôi thôi, tao thấy rồi, tao thấy rồi. Như vậy là đủ chứng minh là mày không có sợ vợ. Thôi thôi, được rồi. Tao sẽ phổ biến cái chuyện này cho anh em trong xóm nghe, để học theo mày. Không bây giờ tao về nghe. Đứng lại. Cái gì nữa? Chưa hết 1 giờ mà mày. Đúng 1 giờ rồi mày về. Chứ mày về trước 1 giờ là khổ thân tao. Ủa ngộ hả? Theo đồng hồ treo tường thì đúng 1 giờ rồi. Để anh ấy về đi, gia chủ đừng lôi kéo nữa. Ảnh về trễ coi chừng ảnh phạm nội quy gia đình đó. Vợ mày nên nói đúng á. Tao không có thể nào mà tao về trễ được, bởi vì tao đã hợp đồng với bà xã tao rồi. Thôi cảm ơn nha. Cảm ơn hai ông bà cho tôi một cái bữa nhậu thiệt là no nê. Khoan sự ơi. Không để tao về. Đừng sự. Mày vui lòng nán lại vài giây, cho tao đợi vài giây đau đớn. Không, tao làm phiền vợ chồng mày nhiều quá rồi. Tao phải về. Tao về. Về, về nha. Bà cắn răng, bà nuốt nước bọt, bà chịu đựng từ nãy giờ. Bây giờ hợp đồng đã hết rồi, bà sẽ có thái độ với mày đây. Hồi nãy mày nói cái gì? Chẳng tính gấu ngựa hả mày? Hồ ly tinh hả mày? Chết mày chưa? Gấu mẹ vĩ đại hả mày? Chết mày chưa? Tao cho mày mất dạy luôn. Chết mày chưa? Nước mắm mà hâm nè. Chết mày chưa? Trời ơi, chết trao rồi, nó giết người rồi. Xạo ơi Xạo, mày đừng có nhẫn tâm mày đánh má mày. Ai quên vợ mày nữa. Trời ơi bà xã mày tao thấy hiền quá mà. Trời ơi vợ bà con ơi. Trời ơi sao. Xạo ơi Xạo, mày đúng là anh hùng sợ vợ rồi. Cha này cuối đời cha cười luôn.